Phần diễn của Nam Hai cuối cùng đã kết thúc rồi. Tiếp theo sẽ tới cảnh của tôi, làng của tôi. Cậu tới làm gì? Phá rồi hả? Nghe nói cậu đều chạy tới rồi. Tớ qua đây tìm cậu chơi. Tớ nói nè, Bạch đại thiếu, cậu có thể có chút xấu hổ, đừng theo tôi được không? Đi học đi, chơi cái gì chứ? Cậu là học sinh lên đội sở, cậu muốn học cái gì nữa? Theo đuổi người khác, đều theo tới lớp luôn rồi. Ai theo đuổi tôi chứ? Chính sự của cậu là mặt nóng dán mông lạnh người ta. Lạnh cái gì? Một cơn mưa lạnh lẽo dỗ dẹ lên mặt tôi một cách tình cờ. Cậu tối nay có bận gì không? Thế nào hả? Bận tới câu lạc bộ luyện kiếm. Lại tới đó hả? Cậu cũng nghiêm túc chứ? Tớ không dễ dàng gì mới tham gia vào được. Tất nhiên là phải nghiêm túc rồi. Diện cứng. Đừng nói chuyện với tớ nữa. Đi, đợi đã. Làm gì vậy? Cậu ngốc hay sao vậy? Cậu không sợ bệnh của cậu phát tác sao? Thang bộ rõ ràng, có thể đi mà. Ai nói tôi đi thang máy? Cậu đi đi đồ xong, cậu muốn đi đâu? Về ký túc xá đi ngủ. Đi ngủ cũng được. Có điều buổi chiều câu lạc bộ có buổi huấn luyện, mà câu lạc bộ ra chỗ nào cậu không được đi. Cậu có thấy viện không? Ở đây, giờ sẽ nhỏ vào đèn sao rồi? Đừng nhắc nữa, đủ loại phiền phức rồi. Chuyện của cậu với Miêu Lý, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Tớ nghĩ kỹ rồi. Dù thế nào thì tớ đều phải tìm hiểu được tình hình đó. Nếu như thật sự cậu ấy có chuyện gì, tớ cũng không thể ngồi xem được. Có điều, cả hai cậu đừng lo lắng nữa, tớ sẽ không có việc gì đâu. Đi, đừng ở đây cản đường nữa. Mau đi ăn cơm đi, lại ức hiếp tớ. Cậu còn học cách bách lẻo đúng không? Cậu xứng đáng ức hiếp cậu như vậy là nhẹ rồi. Thôi được rồi các cậu, đừng cãi nhau nữa. Tớ biết các cậu gì muốn tốt cho tớ. Vậy cũng chưa chắc đâu. Cậu xem, cả hai cậu là bạn thân nhau. Bắt đầu từ hôm nay phải đoàn kết yêu thương nhau, không được xích mích với nhau, có nghe không? Nếu không tớ sẽ có thể sẽ không vui đó. Được chứ nào? Bạch Long, chị có phải là người hay đi bên cạnh Kiều Kiều học tỷ không? Đừng gọi tớ là học tỷ, tớ tên là Tiền Phiên Phiên. Có chuyện gì không? Nghe nói cậu bên trạm B làm người dẫn chương trình rất nổi tiếng, không biết cậu có hứng thú tham gia câu lạc bộ của mình không hả? Câu lạc bộ Amina, không hứng thú. Này khoan đã, suy nghĩ kỹ đi. Có rất nhiều hoạt động nhóm đó. Hoạt động nhóm nhiều hả? Đúng, chúng tớ sẽ có lễ hậu trường và triển lãm hội tranh. Chúng tôi còn quay video nữa, quảng bá nữa. Video quảng bá à? Dương Lăng, gì vậy? Tớ vừa mới tham gia câu lạc bộ của anh Minh, sau đó có chuyện cần nói với cậu đi. Sao đột nhiên có hứng thú gì? Thì lúc đầu tớ từ chối rồi, nhưng mà không chịu đổi cái cậu Tiền Phiên Phiên gì đó và cậu Sinh Bình. Tiền Phiên Phiên à, có phải là cô ấy thích cậu hay không? Phan hâm mộ nữ à? Như vậy có thể là hiểu được. Tôi cũng là người đầu tiên trong ba vị khách rẻ tiền ở trạm B. Đúng vậy không? Có thể truy tin như thế nào thì giúp tớ đi. Bây giờ tớ không rảnh đâu. Không thể trì hoãn được đâu mà. Không được, mau đi đi. Đi đi, vậy là cậu đồng ý rồi. Được rồi.
Tập trung vào. Tay nâng cao một chút. Học trưởng, sau khi cậu luyện tập xong, có đi đâu không vậy? Tôi biết rồi, có phải là có tiết học làm gớm hay không? Câu hỏi làm gì vậy? Có làm phiền gì không? Tôi không nói là làm phiền anh. Tập luyện đi nào. Tập luyện đi, không phải nói chuyện riêng đâu. Giải đấu liên trường sắp bắt đầu rồi. Có thể nào chuyện tập một chút xíu đi. Đúng rồi, vẫn còn có một nhiệm vụ. Sáng thứ năm nay cuộc thi sẽ được tổ chức ở trường chúng ta. Hiệu trưởng cũng sẽ tới xem. Trong câu lạc bộ có một biểu ngưỡng cần phải được sơn lại. Nhưng làm cái này cho cậu phụ trách an bài đi. Tại sao là tôi? Nếu cậu không muốn làm thì có thể đưa cho người khác. Tôi... Hào Nguyệt, sư huynh có chuyện gì? Trời tối rồi, kéo em lỡ người khác nhìn thấy thì sao? Sẽ cho rằng hai người chúng ta. Cậu hôm nay đi dạy hả? Sư huynh quan tâm em như vậy. Đúng, em thường ở trong trường phát hiện. Cần phải có một danh tính khác để che đậy một chút. Hơn nữa em cảm thấy làm thầy giáo cũng rất tốt. Hai người chúng ta bây giờ là đồng nghiệp rồi. Cậu muốn làm gì tôi sẽ không quản. Nhưng mà không được là hành động thiếu suy nghĩ. Sư huynh, anh vô duyên vô cớ lại bắt đầu giao quấn em. Em chuyện gì đều chưa có làm mà. Em vô tội. Vô tội hả? Hai người bọn họ chỉ vì chuyện của một thế giới bên ngoài, không những không xa cách nhau, ngược lại càng ngày càng gần nhau. Cậu cuối cùng là ngồi không yên chứ gì? Sư huynh à, lẽ nào anh không sốt ruột? Chuyện này không phải là chuyện của mỗi mình anh. Em làm gì trong đó? Trong lòng đã có tính toán rồi. Hạ Nguyệt, không được làm như thế nữa. Còn chưa về sao? Thầy Hảo Nguyệt, còn chưa làm xong. Cho hỏi thầy có chuyện gì không? Không có gì, chỉ muốn đi loanh quanh mà thôi. Cậu cứ bận đi. Hôm nay trên lớp học tôi thấy cậu cùng với người bạn nữ sinh kia quan hệ thật tốt. Thầy giáo à, con người của cô ấy thẳng thắn như vậy, cho nên nếu như cô ấy có chỗ nào mạo phạm tới thầy, hy vọng thầy cũng đừng để trong lòng. Không đâu, làm sao có thể chứ. Miêu Lý, thầy Hạo Nguyệt cũng ở đây à? Bạn học nữ này, lại gặp lại đi. Chào thầy, em tên là Dương Lan, tới tìm Miêu Lý đúng không? Tối muộn như vậy, ký túc xá cũng tắt đèn hết rồi. Tôi về trước đi. Là ai ban ngày đó sẽ không tới làm phiền tôi nữa. Tớ là gì có một câu hỏi, thuận tiện đi ngang qua đây, nên tớ xem cậu một xíu. Tối muộn như vậy rồi, cậu một mình ở đây, tớ không yên tâm.
Không yên tâm cái gì? Lỡ như có chuyện gì xảy ra bất ngờ thì sao? Chuyện bất ngờ của tôi không phải là cậu sao? Cậu đừng nói như vậy chứ. Có rất nhiều chuyện cậu không biết được mà thôi. Nếu không phải vì năm đó, bản cô nương có một chân tới cậu. Hơn nữa, cậu xem tớ có thành ý như vậy thì làm ơn cậu đừng có ký đầu tớ nữa. Tôi tại sao lại không thể đánh cô chứ? Cậu ký đầu tớ sẽ không lớn lên nổi đâu. Cậu yên tâm đi, lần này cái gì tớ cũng sẽ không đụng. Tớ chỉ tớ xem cậu một lát, có cần tớ giúp gì không? Được. Vậy cậu giúp tôi đem những công cụ này phân loại sao? Được, cái này tớ làm được. Này đợi đã, không phải bên này đâu, là bên kia kìa. Cậu không nói giỡn chứ? Nếu như cậu mệt rồi thì về nghỉ ngơi trước đi. Như vậy mà cũng ngủ được. Thank you.
Cô tỉnh rồi. Những thứ này cô đều dọn dẹp hết rồi. Hay là còn phải đợi cô vậy? Cô đi về nghỉ ngơi trước đi. Buổi chiều còn phải sơn biểu ngữ. Tôi đi thôi. Tôi về nhà trước đi. Muốn giúp tôi thì cứ nói đi. Còn tôi sẽ đi. Khoảng thời gian trước, Long Ca ngừng livestream, thật sự rất xin lỗi. Nhưng mà tôi đã hối cải trước đấy, chấn chỉnh lại làm người từ đầu rồi. Sau đây, tớ long trọng giới thiệu cho mọi người bạn gái tương lai của tớ, câu lạc bộ đấu kiếm của các cậu đổi thành đội trang trí à? Sao vậy? Làm sao? Câu lạc bộ gì mà không có nam hay là sao? Lại đưa một người con gái như cậu làm? Còn không phải là gì tôi Kiều Kiều. Ai bảo tớ là người mới trong câu lạc bộ? Còn có Miêu Lý, rõ ràng nó sẽ đến, vậy mà lại không tới được. Hoạt động này ai đến hay không đến? Cậu xuống đi, tớ làm cho. Đi đợi đã. Cậu ở dưới đó là được rồi. Tớ sắp sơn xong rồi. Cậu nói xem, cậu có phải là họ chứng sốc hơi hay không? Chính là người không thích người đối xử tốt với cậu, mà thích người đối xử tàn ác với cậu. Cậu nói gì chứ? Là Như Lan, là Như Lan đi. Chào hiệu trưởng. Em xin lỗi. Để em lao cho thầy. Là cái gì mà lao chứ? Em xin lỗi. Em còn... Hiệu trưởng ơi, em không cố ý đâu. Em có biết là thầy không có tóc. Em có biết. Xin lỗi. Ôi mẹ ơi, thật là em xin lỗi mà. Hấp tà hấp tấp. Hiệu trưởng là con sao chứ? Còn con sao cái gì chứ? Ngài tại sao lại lại la em chứ? Giúp tôi cầm một chút đi. Nè, đừng đuổi theo nữa. Em giỏi lắm. Được, từ đây em không cần đi học nữa. Bạn học, có rảnh không? Có chuyện cần tìm cậu đây. Thầy giáo có chuyện gì vậy? Một chút nữa em đi tìm thầy nói được không? Tốt nhất là bây giờ. Bây giờ à? Hiệu trưởng nói gì với cậu gì? Không có gì đâu. Chỉ đặt cảnh cáo một chút thôi. Bác tôi làm kiểm điểm, cậu biết mà. Là bản kiểm điểm như vậy, là sở trường của tôi. Cảm ơn cậu Bạch Long đã gánh tội thay tớ. Gánh tội giúp cậu nhiều năm coi như vậy. Cậu đem cậu đền bù cho tôi đi. Đền không hết cái chỗ mắc nợ này. Là bạn bè thì đừng nói là sến suốt quá đi. Đúng đó, bà đại thiếu gia của chúng ta, bạn bè nhiều mà, coi trọng nhiều khí nhất. Nhưng là cả cậu bên này, không có chuyện gì đi. Có tôi ở đây mà, chuyện gì chứ? Cậu lần này là làm được lắm. Tôi Bạch Long là người nào chứ? Đối với bạn bè có thể hy sinh bản thân mình một chút. Có điều lần sau cậu đừng liều lĩnh gì nữa. Cậu xem kìa, cậu chọc hiệu trưởng hai lần rồi, giờ phải ghi bản kiểm điểm và phải bị tội nữa. Lần sau nếu để tới gặp chuyện này thì tớ còn làm như vậy. Ai bảo tớ quan tâm cậu, không giống như Miêu Lý kia. Thời điểm quan trọng thì không nhìn thấy người. Đúng rồi, các cậu có nhìn thấy cô ấy không? Lúc này mà cậu còn nhắc nữa hả? Có khi nào quan tâm tới mình không? Cậu lại không hiểu tình hình. Người ta nhất định là tạm thời có việc gì đó. Nói rõ là sẽ tới. Nói không giữ lời. Nói không giữ lời thì là nói hai lời rồi. Tớ cùng cậu đi tìm cô ấy đi. Này hai cậu, đi đâu vậy? Chạy đâu rồi? Cô ấy trốn cậu rồi hả? Sẽ không phải đi đâu. Tiểu vệ sĩ mấy ngày nay không phải là làm rất thuận lợi sao? Nếu không đi tới ký túc xá xem thử đi. Lẻn vào hả?
Còn tiếng đạo của cậu ở đây, cần gì phải lén vào chứ. Đúng rồi, đi thôi. Ôm tới đi, theo bên cạnh nè. Như vậy cũng có thể mà. Nói thế nào thì tôi cũng là một tiểu tiên. Thời điểm quan trọng tiểu đào cũng có tác dụng chứ. Đây là cảm giác được sử dụng gian lận đi. Vậy lúc thì có thể dùng được chứ? Không được đâu, lần này là trường hợp đặc biệt. Nếu như bị sư phụ phát hiện thì tiêu đời rồi. Đi thôi. Có thể đi được rồi. Miêu Lý đâu rồi? Kỳ lạ thật. Cậu ta có thể đi đâu được chứ? Không thấy cậu ta, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Danh sách những nơi nguy hiểm tớ liệt kê hết rồi. Điều còn những chỗ nào nữa? Chúng ta tới sân thượng xem thử đi. Làm sao đi? Có chuyện gì? Sư phụ, tại sao các cô lại tới đây? Chúng tôi tới tìm Miêu Lý. Cậu ấy đâu? Tìm cô ấy khắp nơi rồi không thấy đâu cả. Điện thoại không bắt máy. Làm sao vậy sư phụ? Thầy tới sân thượng làm gì vậy? Tôi cũng tìm không thấy Hạo Nguyệt. Thầy Hạo Nguyệt à? Show up.